đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm văn hóa Thể thao và Trường Thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Những năm tháng hào hùng của lực lượng vũ trang An Giang. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự kiến tái cử cấp quỹ, quỹ ban kiểm tra cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 đến tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. Tham gia lớp bồi dưỡng có 203 học viên là cán bộ dự kiến tái cử cấp quỹ cơ sở và quỹ ban kiểm tra cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Các học viên được nghiên cứu học tập các chuyên đề, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi quỷ, bí thư chi bộ, công tác dân vận trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức cơ sở đảng xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các quỹ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ hiện nay. Nhân dịp năm học mới 2024-2025, Ban Khớm Châu Long Từ, Phường Châu Phú B tổ chức trao quà tiếp bước đến trường năm học 2024-2025 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khớm. Tại buổi trao quà, Ban Khóm Châu Long Tư đã trao 65 phần quà, bao gồm 900 quyển tập, viết, thước, cặp, giày và gạo với tổng số tiền trên 8 triệu đồng do Mạnh Thường Quân, nhà sách Hứa Giang Trung và nhà sách Thành Thảo cùng một số Mạnh Thường Quân trên địa bàn khóm hỗ trợ. Đây là nguồn động viên lớn nhằm giúp cho các em học sinh tiếp tục vượt khó dương lên, đạt những thành tích cao hơn trong học tập. Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức bế giảng lớp truyền dạy cơ bản về nghệ thuật đơn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang. Lớp truyền dạy cơ bản về nghệ thuật đơn ca tài tử thu hút 24 học viên tham gia. Qua 2 tháng học tập, các học viên được học tập tìm hiểu khái quát về quá trình hình thành và phát triển loại hình đơn ca tài tử, được học hỏi trao dồi và rèn luyện kỹ năng trình diễn các bài đơn ca tài tử theo chương trình giảng dạy. Kết thúc lớp học, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho 24 học viên xuất sắc. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò nồng cốt của đoàn viên thanh niên. Thời gian qua, đoàn thanh niên xã Dĩnh Tế đã tăng cường phối hợp với công an xã trong công tác tuyên truyền pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới hình thức hoạt động, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương hàng năm công an xã và đoàn thanh niên xã đã phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo các chủ đề trọng tâm như giải tỏa hành lang an toàn giao thông phòng chống ma túy phòng chống bạo lực gia đình an toàn giao thông cho học sinh lực lượng hai bên đã tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để quần chúng nhân dân nắm biết về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để có biện pháp phòng ngừa phối hợp nhà trường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên nhất là các em học sinh Đoàn thanh niên đã phối hợp với công an xã xây dựng mô hình cổng trường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đoàn thanh niên xã cũng luôn có sự phối hợp tốt với công an xã trong công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng như đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng quản lý theo nghị định 111 trên CB của chính phủ, đối tượng chậm tiến với nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả, thời gian qua, đoàn thanh niên xã Vĩnh Tế đã trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ đắc lực cho công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, luôn phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, gắn giới bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lan tỏa các tổ chức đảng chính quyền mặt trận và các đoàn thể xã dĩnh tế chủ động đẩy mạnh tuyên truyền dẫn động hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phối hợp quản lý giáo dục đối tượng ngoài ra xây dựng các mô hình tự phòng tự quản tại cộng đồng lòng ghép và gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ủy ban nhân dân xã kiện toàn, củng cố tổ hòa giải, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng hoạt động có hiệu quả, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, xã duy trì và nâng chất các mô hình ở địa bàn dân cư phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như camera giám sát an ninh, tiếng loa phòng chống tội phạm, câu lạc bộ nông dân phòng chống tội phạm, câu lập bộ phụ nữ giới pháp luật, tổ phụ nữ tự quản đường biên cột mốc đối với mô hình camera giám sát an ninh góp phần trích sức hình ảnh để phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Song song với công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, công tác quản lý, cảm quá, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. Thông qua phong trào đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn dân, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua với sự giàu cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ chung tay của người dân, việc thực hiện nếp sống dân minh đô thị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động chỉnh trang đô thị đã được triển khai rộng khắp, đồng bộ, tạo nên những tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, văn minh. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn được tập trung đầu tư, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa đạo đức lối sống của người châu đốc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, nếp sống dân minh đô thị được hình thành và chuyển biến rõ nét. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, các thiết chế văn hóa công cộng từng bước được xây dựng và ngày càng phát huy hiệu quả việc tạo lập thực hiện nếp sống dân minh đô thị là một công việc đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên đồng bộ cần có sự tham gia tích cực của cấp quỹ chính quyền đoàn thể các cấp sự chung tay góp sức của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn thể người dân thành phố với những hoạt động thiết thực mỗi cơ quan đơn vị mỗi một người dân sẽ có ý thức trách nhiệm hơn bằng những hành động việc làm tích cực của mình để thực hiện nếp sống dân minh Phường đoàn trong Phú B vừa tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về bác, lòng ta trong sáng hơn nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường buổi sinh hoạt đã ôn lại cho các bạn đoàn viên thanh niên những thông tin về các nội dung trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh tìm hiểu về cuộc đời thân thế và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh từ đó làm cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của di chúc của chủ tịch hồ chí minh hoạt động nhằm giáo dục về chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản nguyên nhân xuất hiện bệnh trên vật nuôi thủy sản tác nhân lý học sự thay đổi đột ngột về yếu tố môi trường như nhiệt độ độ mặn tác nhân hóa học chất độc sự ô nhiễm môi trường điều kiện dinh dưỡng không cân bằng sử dụng thuốc hay quá chất quá liều tác nhân sinh học hay sinh vật gây bệnh virus vi khuẩn nấm ký sinh trùng tác nhân sinh học có thể lây từ mẹ sang con hoặc lây từ sinh vật này sang sinh vật khác Bệnh trên cá nước ngọt có thể chia thành 3 nhóm chủ yếu: bệnh do ký sinh trùng, bệnh do trùng mỏ neo, rận cá, nấm thủy mi, trùng bánh xe, trùng quả dưa, bào tử trùng, sáng lá đơn chủ, dung sáng nội ký sinh, bệnh do vi khuẩn, tỷ lệ chết do nhiễm vi khuẩn có thể lên đến 100%. Hầu hết các vi khuẩn gây bệnh trên thủy sản đều có những triệu chứng gần giống nhau, đặc biệt là trên cá tra một số bệnh thường gặp như gan thận mũ xuất huyết đốm đỏ trắng da bệnh do dinh dưỡng bệnh do thiếu dinh dưỡng và bệnh do thiếu vitamin c nguyên lý phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản tại sao phải phòng bệnh cho động vật thủy sản khi trong ao bệnh không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bệnh nên việc tính lượng thuốc rất khó chính xác tốn kém nhiều các loại thuốc chữa bệnh ngoài da thì phải phun trực tiếp thuốc xuống nước đối với thủy vật có diện tích mặt nước lớn không thể tiến hành các loại thuốc trị bệnh bên trong cơ thể thì phải trộn vào thức ăn nhưng khi bệnh thì vật nuôi không ăn nên việc điều trị rất khó một số loại thuốc khi trị bệnh có thể tiêu diệt được nguồn gốc gây bệnh nhưng kèm theo tác dụng phụ đặc biệt những con khỏe mạnh cũng phải dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng Do đó, nuôi trồng thủy sản luôn luôn đặt vấn đề phòng bệnh lên hàng đầu, hay nói cách khác, phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết. Nguyên lý phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trồng thủy sản, cải tạo và vệ sinh môi trường nuôi, đặc điểm xây dựng ao nuôi phải có nguồn nước quanh năm, nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào, nhất là nguồn nước thải của nhà máy công nghiệp và khu sản xuất nông nghiệp đất để xây dựng bờ và đáy ao đặc biệt là nền đáy ao đất không có nhiều chất hữu cơ không xì phèn phải giữ được nước phải xây dựng hệ thống cấp thoát nước riêng biệt có nơi chứa bùng đáy ao tháo cạn giết bùng phơi khô khử trùng vệ sinh môi trường bằng cơ học dùng máy sụp khí làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong ao đặc biệt là tầng đáy tạo điều kiện cho vi sinh vật hiếu khí phát triển vệ sinh môi trường bằng hóa học, vệ sinh môi trường nước nuôi bằng vôi bột, vệ sinh môi trường bằng sinh học. Trong nuôi thủy sản thâm canh có thể dùng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước nuôi tôm cá. Tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh, khử trùng cơ thể động vật thủy sản. Thủy sản trước khi thải vào ao nuôi cần được khử trùng cơ thể để loại bỏ mầm bệnh. Thường dùng phương pháp tắm cho cá bằng một số loại thuốc như muối ăn, phèn xanh, formalin với nồng độ an toàn cho vật nuôi. Có thể phun trực tiếp xuống ao, các loại thuốc trên nồng độ giảm đi 10 lần. Khử trùng thức ăn và nơi động vật thủy sản đến ăn. Khử trùng dụng cụ Dùng thuốc phòng ngừa trước mùa phát triển bệnh. Phần lớn các loại bệnh trên cá, tôm phát triển mạnh trong các mùa nhất định. Thường mạnh nhất vào đầu mùa mưa, đầu mùa nước lũ và giai đoạn gió mùa đông bắc. Khi gần tới các thời điểm này, cần dùng thuốc để phòng bệnh ngoài ký sinh. Dùng thuốc rắc khắp quanh ao, treo thuốc xung quanh nơi cho ăn dùng thuốc để phòng bệnh nội ký sinh, trộn thuốc vào thức ăn cho cá tôm ăn, tăng cường sức đề kháng bệnh. Kiểm tra chất lượng và dịch bệnh con giống thủy sản trước khi thả, phải thực hiện kiểm dịch con giống tại nơi xuất bán, chất lượng con giống phải thuần chủng, đồng đều về kích thước, không xây xác và không nhiễm bệnh nguy hiểm. Cải tiến phương pháp quản lý nuôi dưỡng động vật thủy sản. Thả ghép các loài cá và mật độ thả thích hợp, nuôi ghép nhiều loài cá trong một thủy vực mật độ từng loài sẽ thư hơn thuận lợi cho việc phòng bệnh, đồng thời điều kiện phát sinh bệnh thấp hơn so với nuôi chuyên canh một loài. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 1945, qua trong khí thế cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, quân dân An Giang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, tất cả thanh niên tiền phong tập hợp tại thành BC, thành lập đại đội gồm 5 trung đội, mang tên gọi Cộng hòa về binh. Do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm tổng chỉ huy, từ sự kiện này, ngày 26 tháng 8 trở thành ngày truyền thống lực lượng vũ trang An Giang. Thời gian đầu mới thành lập, tương quan lực lượng trên chiến trường không có lợi cho cách mạng tỉnh nhà, nhưng lực lượng vũ trang cùng nhân dân trong tỉnh đã kiên cường bám trụ, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, luồn sâu trong lòng địch xây dựng phát triển lực lượng, phát triển chiến tranh du kích. Đầu năm 1947, chỉ sau 2 năm được thành lập, được khu chính giúp sức, chi đội 22 ra đời với 3 đại đội 64, 65 và 66, dân quân du kích xã có từ một tiểu đội đến một trung đội. Lực lượng vũ trang vừa vận động xây dựng củng cố khối đoàn kết các tôn giáo dân tộc, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện, vừa kết hợp đấu tranh quân sự với vận động chính trị và chiến đấu võ trang tuyên truyền, xây dựng hậu cần tại chỗ, bảo đảm tự lực được lương thực. Quân dân An Giang phối hợp bộ đội chủ lực khu chính đánh nhiều trận, mở đầu chiến dịch giành thắng lợi như trận Chân Đùng, Cái Hố tháng 7 năm 1947, trận đánh Tàu trên sông Sở Thượng tháng 4 năm 1949, trận Cầu Sắt Vĩnh Thông tháng 6 năm 1949, chiến dịch Long Châu Hà 1 năm 1950, chiến dịch Long Châu Hà 2 năm 1951, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược nên giành qua đỏ nên thiên sử vàng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước an giang vẫn là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về cả quân sự và chính trị thời kỳ này lực lượng vũ trang tỉnh vừa chiến đấu trên chiến trường trong tỉnh bảo vệ các dụng căn cứ giữ vững tuyến hành lang biên giới vừa làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn trên chiến trường campuchia Hành tích tiêu biểu đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn này là trận quyết chiến 128 ngày đêm từ ngày 7 tháng 11 năm 1968 đến ngày 23 tháng 2 năm 1969 tại đòi tức dịp núi Cô Tô, huyện Tri Tôn. Lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang đương đầu với lực lượng quân địch đông gấp 400 lần, chịu hàng ngàn tấn bơm pháo rồng rã hơn 3 tháng liền. Cuối cùng, kẻ thù đã phải trả giá đắt với hơn 2.000 sinh lực bị tiêu hao, tiêu diệt, tốn hàng triệu đô la chiến phí, chiến thắng tức dập là nói kinh hoàng của lầu năm góc và nhiều tướng tá mỹ ngụy đồng thời càng củng cố thêm tinh thần quyết tâm đánh mỹ đến cùng của quân và dân ta kết thúc kháng chiến chống mỹ tỉnh long châu tiền và long châu hà sắp nhập lại thành tỉnh an giang lực lượng vũ trang được biên chế tổ chức thành hai tiểu đoàn bộ binh và một số đại đội binh chủng mỗi huyện xã có từ hai tiểu đội đến một đại đội dưới sự lãnh đạo của đảng bộ lực lượng vũ trang phối hợp với các lực lượng liên quan dựa vào quân chúng nhân dân truy lùng bọn tàn quân còn lẫn trốn tiếp nhận ngụy quân ngụy quyền ra trình diện tịch thu vũ khí phương tiện chiến tranh của địch tham gia việc chăm lo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân thời kỳ này bọn phản động trong nước và nước ngoài ngấm ngầm tổ chức lực lượng để chống phá cách mạng lực lượng vũ trang phối hợp liên tục truy quét tàn quân địch đập tan mọi âm mưu và xóa sổ các tổ chức phản động cướp vũ trang góp phần giữ dữ vững thành quả cách mạng Thu trong chưa hết thì giặc ngoài tràn đến bọn bonbot inseri gây ra cuộc chiến tranh biên giới tây nam với phương châm giúp bạn là tự giúp mình lực lượng vũ trang phấn đấu khắc phục mọi khó khăn gian khổ giúp chiến đấu trì quét tàn quân bonbot giúp bạn xây dựng huấn luyện lực lượng vũ trang sau 10 năm giúp bạn lực lượng vũ trang an giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế để lại tình cảm tình yêu mến phục của chính quyền và người dân bạn đối với lực lượng vũ trang nói riêng với đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh nhà nói chung Trải qua 79 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang An Giang đã xây đắp nên truyền thống dễ dàng, được đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen tặng 8 chữ vàng chiến đấu anh hùng xây dựng sáng tạo năm 2000, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 66 tập thể và 44 cá nhân tỉnh An Giang. Đó chính là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, chúng tôi rất tự hào với những thành quả mà thế hệ cha anh dày công dung đắp, kế thừa thành quả cách mạng của thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân dân đi trước để lại. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trực tiếp là tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang phát huy truyền thống cách mạng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thật sự vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức khả năng sẵn sàng chiến đấu cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, thành phố Châu Đốc đạt nhiều thành tựu trên các phương diện xây dựng, chỉnh đống đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Để đạt kết quả toàn diện, đảng bộ chính quyền thành phố Châu Đốc luôn gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội ngay trong từng chính sách của địa phương phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân là sứ mệnh của đảng là mục tiêu và bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân đây cũng là mục tiêu mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng chủ tịch hồ chí minh luôn hướng tới với phương châm việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Những năm qua, đảng bộ chính quyền thành phố Châu Đốc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, thúc đẩy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, với phương châm mọi người dân thành phố Châu Đốc đều được hưởng thành quả phát triển, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua thành phố Châu Đốc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách về tạo việc làm, trợ giúp xã hội đột xuất và thường xuyên những hộ khó khăn thành phố ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách chi cho y tế, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố dành nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và già học. Trưởng ban dân vận thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc Quỳnh Chí Quanh chia sẻ thực hiện chuyên đề năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về An Giang học tập và làm theo tấm gương bác hồ bác tôn về chăm lo đời sống nhân dân, công tác vận động, chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2024, quỹ vì người nghèo thành phố Châu Đốc vận động trên 9,5 tỷ đồng. Từ số tiền này đã hỗ trợ cất mới, sửa chữa 53 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà trên 7.400 lượt người, hỗ trợ gần 400 học sinh khó khăn, thực hiện công trình an sinh xã hội trên 1,1 tỷ đồng, trên 750 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội khác. Ngoài ra, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc còn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình theo dấu chân bác sĩ và chương trình tháng 3 biên giới thực hiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 700 người dân và lắp đặt 40 đèn năng lượng mặt trời cho phường núi Sam, phường Vĩnh Quân, tổng trị giá 695 triệu đồng. Vừa được tặng căn nhà đại đoàn kết chị Võ Thị Loan, ngụ phường Vĩnh Mỹ xúc động nói Tôi rất vui mừng và chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố phường đã quan tâm hỗ trợ giúp gia đình tôi có được căn nhà mơ ước Thật sự tôi quá hạnh phúc Tôi xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực dương lên trong cuộc sống để chăm lo tốt cho gia đình nhờ thực hiện tốt các chính sách công tác đảm bảo an sinh xã hội nên thành phố châu đốc không còn hộ nghèo phát huy những kết quả đạt được để đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân thời gian tới các cấp ngành địa phương trên địa bàn thành phố châu đốc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao mức sống cho người dân thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với người có công, phối hợp thực hiện lòng ghép các chương trình giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội và quy động các nguồn lực để giúp các hộ cận nghèo khó khăn chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở vùng biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau bên cạnh đó địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tạo môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ thực hiện tốt các chính sách bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình xâm hại tình dục tệ nạn xã hội ma túy mại dâm phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng là người yếu thế phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân các cấp ngành trên địa bàn thành phố châu đốc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhất là chuyên đề năm 2024 an giang học tập và làm theo tấm gương bác hồ bác tôn về chăm lo đời sống nhân dân trong phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân bằng những hành động và việc làm cụ thể thiết thực trong đó chú trọng thực hiện các mục tiêu và các khâu đột phá nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố châu đốc nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đồng thời giải quyết tốt các vấn đề bức xúc tồn tại các yêu cầu thực tiễn đặt ra tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gọi tắt là xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường Vĩnh Quân, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp quỹ đảng, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nét nổi bật trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của phường là cấp quỹ chính quyền từ phường đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt năm nội dung và ba phong trào một cách đồng bộ tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mỗi gia đình dòng họ cơ quan đơn vị trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ đó cá nhân gia đình dòng họ cơ quan đơn vị doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu xây dựng con người văn hóa môi trường văn hóa lấy đó làm động lực thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội Phong trào xây dựng gia đình văn hóa thực sự trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút các tầng lớp nhân dân và gia đình tham gia. Đến nay, toàn phường công nhận 96,5% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 84,3% gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Con số này đã phản ánh sức lan tỏa rộng khắp của phong trào đến mọi người, mọi nhà và khẳng định vai trò vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ngày càng được lan tỏa, nhiều ngày truyền thống, nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, phát triển, đặc biệt việc gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng phường văn minh đô thị ngày càng phát huy hiệu quả, diện mạo phường ngày càng khởi sắc, khang trang. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa tại các khu dân cư được tiến hành công khai dân chủ, bám sát các tiêu chí, các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ hạnh phúc, đồng thời là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư nâng cấp vừa trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thể thao bổ ích cho nhân dân vừa là cầu nói để tuyên truyền các chính sách pháp luật của đảng nhà nước toàn phường có 4 câu lạc bộ bóng đá 4 câu lạc bộ bóng truyền một sân bóng đá mini dân dụng của phường một đội đờn ca tài tử hai sân bóng truyền dân dụng một câu lạc bộ nhạc kịch phục vụ vào các ngày lễ tết mang lại giá trị hưởng thụ về tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân 4 điểm đọc sách báo, một trạm truyền thanh với 36 loa FM phát sóng ba cấp và các chương trình của địa phương, nhà văn quá đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa văn nghệ thực hiện nếp sống văn quá, kỹ cương pháp luật người dân đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới diệt tang và lễ hội những hộ kinh doanh có quảng cáo bằng âm thanh đều ký cam kết về đảm bảo tiếng ồn thời gian an ninh trật tự phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả số người tham gia tố giác các loại tội phạm ngày càng nhiều Năm 2023, 4 trên 4 khóm và 4 trên 4 trường học trên địa bàn phường đều được xét công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo thông tư số 23 của Bộ Công an. Thời gian tới, phường Vĩnh Quân tiếp tục phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, hướng về địa bàn dân cư với nhiều hoạt động phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện của địa phương gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội quá, văn quá, khai thác hiệu quả các thiết chế văn quá, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn quá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ gian quá, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bình xét các danh hiệu văn quá đúng thực chất, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống gian quá. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt